Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 7, ngày 17 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 17 tháng 9 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 âm lịch, ngay Quý Dậu, cụ thể như sau. Trực kiến, tốt với xuất hành, giá thú nhưng nên tránh động thổ. Tuổi sùng ngày, đình mão, tân mão, đình dậu. Tuổi hợp trong ngày, ngay dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ tí từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng đông nam và hướng tây. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi tài lộc vượng phát trong ngày thứ 7 này sẽ là các tuổi tỵ, tuổi ngọ hay tuổi thìn. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 17 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, cục diện tương phá xuất hiện. Biết lắng nghe và tiếp thu sẽ giúp cho người tuổi Tý tránh được khá rắc rối trong ngày này. Đây là ngày mà bạn nên giữ im lặng nếu muốn thu thập được những thông tin cần thiết cho mục tiêu của mình. Vận xui quá lớn còn khiến cho tuổi Tý có nguy cơ mất tiền khá cao. Điềm báo xui xẻo cho thấy con giáp này có thể gặp phải sự cố ngoài ý muốn và buộc phải giải quyết bằng tiền mới mong qua chuyện. Nếu đã là việc bất khả kháng thì bạn cũng không nên tiếc nuối mãi làm gì. Bù lại, phương diện tình cảm nhờ có ngũ hành tương sinh nên khá khởi sắc. Tình cảm của bạn và người ấy ngày một thăng hoa. Cả hai có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau trong thời gian tới để thêm hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, cần biết lắng nghe và tiếp thu. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, nên giữ im lặng nếu muốn thu thập thông tin. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, vận xui quá lớn gây nguy cơ mất tiền. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, gặp phải những sự cố ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, tình cảm đôi lứa ngày một thăng hoa. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tương đen, xanh da trời, quỷ nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, tam hợp cục thông báo vận may mang đến cho người tuổi Sửu trong ngày. Bạn được quý nhân phù trợ nên vận trình hành thông. Tính cách cẩn thận trong công việc cũng giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có, con rất được lòng cấp trên. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển rất tốt đẹp, tạo cho bản mệnh không ít các cơ hội phát triển công việc trong tương lai. Hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn lên kế hoạch. Tình cảm nhờ có thổ sinh kim nên con giáp này và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau trong nhiều vấn đề mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại thì trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, vận trình hành thông nhờ được có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tránh được những sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cách làm việc được lòng cấp trên. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, quan hệ xã giao tiến triển tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, đôi lứa luôn thấu hiểu lẫn nhau. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tương nâu, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hôm nay, tuổi Dần sẽ gặp không ít xáo trộn do chịu ảnh hưởng từ thương quan chiếu mệnh. Công việc có dấu hiệu bất ổn, nhất là với những người đánh mất hứng thú trong công việc, lơ là cả với những việc mình đang làm. Điều này có thể dẫn đến những sai sót không đáng có. Bản mệnh cần sớm điều chỉnh lại khả năng tập trung làm việc của mình. Nếu không thay đổi thì dù bạn có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể được cấp trên đánh giá cao. Chưa kể đến, những rắc rối mà bạn gây ra cho công việc hiện tại sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để có thể khắc phục. Mộc kim xung khắc khiến cho tình cảm của con giáp này xuất hiện nhiều vết nứt. Bất đồng giữa bản mệnh và người ấy đến từ nhiều phía. Song, hãy tin tưởng vào đối phương thì mới có thể tránh được nguy cơ đổ vỡ đang đến rất gần. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, công việc có dấu hiệu bất ổn.
Tử vi tuổi Bình Dần, Hỏa, đánh mất hứng thú trong làm việc. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, lơ là sẽ dẫn đến sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, cần sớm điều chỉnh lại khả năng tập trung. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, tình cảm xuất hiện nhiều rạn nứt. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tương, xanh lục, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tử vi hàng ngày nhận thấy Dậu Mão tương xung nhắc nhở người tuổi Mão có thể gặp phải vài khó khăn trong chuyện tiền bạc trong ngày này. Sự hiếu thắng có thể làm cho bạn thất bại nặng nề. Bạn nên xem lại bản thân trước khi đổ lỗi cho ai hay là cho hoàn cảnh. Nguyên nhân chủ yếu có thể là do con giáp này muốn thể hiện bản thân với người khác mà vung tiền vào những việc chẳng mang lại lợi ích gì, khiến cho tiền bạc chỉ có thể mất đi chứ không sinh sôi nảy nở thêm. Bản mệnh nên nhanh chóng chấn chỉnh lại mọi thứ mới có thể hạn chế được tình trạng thất thoát. Ngũ hành xung khắc cũng khiến cho chuyện tình cảm buồn nhiều hơn là vui. Vợ chồng bạn liên tiếp chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng. Hai người hãy hạ cái tôi của mình xuống thì mới đi đến được sự thống nhất. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa hiếu thắng dễ dẫn tới thất bại nặng nề. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ nên xem lại bản thân trước khi đổ lỗi. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc chớ nên thể hiện bản thân với người khác. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim chuyện tình cảm buồn nhiều hơn vui. Con số may mắn 4, 1, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tương, xanh ngọc, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, lục hợp tác động, công việc của người tuổi Thìn đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Khả năng sáng tạo mà tuổi này đang sở hữu giúp cho công việc được giải quyết khá nhanh. Dường như đây chính là ngày mà bạn dễ dàng để có thể cho mọi người thấy được năng lực của mình. Chẳng những vậy, vận trình công danh tài lộc của người tuổi Thìn trong hôm nay cũng có cơ hội vượng phát. Bản mệnh có thể giành được những thành quả nhất định nếu có kế hoạch khởi nghiệp trong thời gian này. Trước tiên là sẽ thu về được một khoản tiền không hề nhỏ. Tiếc rằng trong ngày ngũ hành thổ sinh xuất cho kim này, tuổi Thìn lại có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng nếu cảm thấy những gì mình cho đi là xứng đáng thì bạn cũng không nên tiếc nuối làm gì. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, công việc đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, giải quyết vấn đề nhanh nhờ sự sáng tạo. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, cho mọi người thấy được năng lực của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, công danh tài lộc có cơ hội vượng phát. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tương, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ, tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ báo hiệu người tuổi này đang được các tinh hỗ trợ nên đường công danh sự nghiệp phát triển khá nhanh. Điềm báo thăng tiến đang đến rất gần, bạn vẫn đang ở giai đoạn thử thách để giành lấy được vị trí xứng đáng với mình. Cát vận cũng giúp cho tiền bạc dư dồi hơn mức bình thường. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì có thể kiếm thêm thu nhập bên ngoài nếu chăm chỉ hơn. Tuy nhiên sẽ tốn nhiều thời gian, bù lại tiền bạc cũng rủng rỉnh. Những bạn theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ khá thuận lợi, mọi sự yên ổn, sản phẩm đưa ra cũng nhận được phản hồi tốt. Tiếc rằng hỏa kim xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng vì thế mà gặp nhiều trắc trở. Có thể là do định kiến mà bạn đưa ra những phán đoán, nhận định sai lầm khiến cho mối quan hệ của hai người lầm vào khủng hoảng. Vấn đề xuất phát từ phía bạn thì bạn nên tự tháo gỡ trước tiên. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, công danh sự nghiệp phát triển nhanh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, điềm báo thăng tiến rất gần. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, giành lấy vị trí xứng đáng với mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tiền bạc dư dồi hơn mức bình thường. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tương, tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, trong ngày có thiên tài nâng đỡ,
người tuổi Ngọ đón đường tài lộc khởi sắc. Con giáp này biết mình cần làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn, và giờ chính là lúc mà bản mệnh được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Vận tiền bạc đang rủng rỉnh, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà tiêu xài phung phí. Bạn không nên cho người khác vay mượn quá nhiều, lúc ấy có khi vừa mất tiền lại mất cả người thân. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch rõ ràng, hợp lý để sau này không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, đường tình duyên lại có phần ảm đạm vì chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương xung. Các cặp đôi không có được sự thấu hiểu và thông cảm, luôn muốn làm theo ý mình, bắt buộc đối phương phải làm theo bằng cho bằng được. Chính điều này đã khiến cho tình cảm đôi bên bị rạn nứt. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, đường tài lộc khởi sắc, thu nhập cũng tốt hơn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hòa, tiền bạc rủng rỉnh nhưng trở nên tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, không nên cho người khác vay mượn quá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, tinh duyên ảm đạm do thiếu sự thấu hiểu. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cam, vàng, quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hôm nay, thì kia nhập mệnh báo hiệu công việc ngày mới của người tuổi Mùi sa sút nhiều bề do bị tiểu nhân quấy phá, gây chuyện thị phi, ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn. Con giáp này làm việc tận tình nhưng lại dễ bị đặt điều vu khống thành người thiếu trách nhiệm. Trái ngược với công việc, phương diện tình cảm nhờ thổ sinh kim nên có phần tốt hơn vì người ấy luôn biết thấu hiểu, sẻ chia và quan tâm tới cảm xúc cũng như những khó khăn mà bạn gặp phải. Những lời động viên từ đối phương tạo cho bạn động lực khá lớn để tiếp tục cố gắng. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng Tây Nam, phía ngoài phòng thái phụ, giường ngủ và cửa phòng. Do đó, không nên di chuyển vị trí hoặc là tiến hành sửa chữa tại nơi này, bởi vì làm đó có thể làm động đến thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, công việc ngày mới, sa sút nhiều bề. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, tiểu nhân quấy phá, gây chuyện thị phi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hoa, có thể bị đặt điều, vu khống. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, luôn được nửa kia thấu hiểu và sẻ chia. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, tình yêu tạo động lực để có thể tiếp tục cố gắng. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xám, nâu, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hôm nay, tuổi Thân có thể được trình ấn hậu thuẫn trong ngày thứ 7 này nên đón rất nhiều cơ hội tìm tới. Chỉ cần bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công. Hôm nay, vận tài lộc của con giáp này cũng không có gì phải lo lắng. Bạn có thể tranh thủ thời điểm này để đầu tư kinh doanh, mang về một khoản lợi nhuận khá khá cho bản thân. Qua đó có thể cải thiện nhanh chóng chất lượng cuộc sống hiện có của mình. Tuy nhiên, công việc chiếm quá nhiều thời gian của bạn khiến cho tình yêu có phần bị lép vế. Đối phương cảm thấy buồn khi bạn có phần vô tâm, thiếu trân trọng mối quan hệ hiện tại. Vì vậy, tuổi Thân hãy cố gắng cân bằng thời gian cho công việc và tình cảm để không phải ưu phiền vì vấn đề nào. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, may mắn, đón rất nhiều cơ hội tìm tới. Tử vi tuổi Bính Thân, hòa, nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, vận tài lộc ổn định, không cần phải quá lo lắng. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, có thể tranh thủ đầu tư kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, nên dành thời gian để quan tâm tới người kia nhiều hơn. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 2-3 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, ngày Dậu Dậu tự hình, con giáp này trở nên bảo thủ, khăng khăng làm theo ý mình mà bỏ ngoài tai tất cả những lời nhắc nhở của người khác. Tuy nhiên, sự cố chấp có thể khiến cho bạn vấp phải những rắc rối do chính sự chủ quan của bản thân gây ra. Bạn cần phải biết tiếp thu ý kiến nhiều luồng để ngày càng hoàn thiện hơn. Không được ngũ hành ủng hộ, bản mệnh và người ấy có nhiều mâu thuẫn khiến cho tuổi Dậu không thể nào bình tĩnh. Chuyện tranh cãi là khó có thể tránh khỏi đối với mỗi cặp đôi. Quan trọng là cách hành xử của hai người như thế nào, có thể hạ cái tôi để hướng tới mục tiêu dài lâu hay không. Theo Hải Thượng Lan Ông,
ngày 22 âm lịch, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc và mắt cá ngoài chân. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm trích tại vị trí này. Tử vi Tuất Dậu, Thủy, trở nên bảo thủ, khăng khăng làm theo ý mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, nên cân nhắc lời nhắc nhở của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, gặp rắc rối do chủ quan và cố chấp. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đôi lứa xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, cần có cách hành xử hợp lý để gìn giữ tình cảm. Con số may mắn 7, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, cục diện tương hại án ngữ, hùng vận quá lớn cản trở mọi kế hoạch trong ngày hôm nay của người tuổi Tuất. Xung quanh con giáp này vẫn còn có những kẻ tiểu nhân rình rập và gây khó khăn cho bạn. Con giáp này lại có phần chủ quan nên dễ tạo điều kiện cho kẻ đó lợi dụng. Vận trình tài lộc của con giáp này cũng không được lý tưởng. Bản mệnh tinh thần bất ổn nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Trong việc chi tiêu, quản lý tài chính, bạn cũng cần phải chặt chẽ hơn nữa, chớ nên hoang phí. Bù lại, thổ kim tương sinh nên nhân duyên tốt, bản mệnh có nhiều lựa chọn về một nửa của mình. Sự duyên dáng và khéo léo đã chinh phục được đối phương, chỉ là giờ tuổi Tuất chưa hiểu được trái tim mình thuộc về ai nên vẫn còn khá phân vân. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa, hùng vận lớn, nhiều kế hoạch bị cản trở. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, đề phong tiểu nhân rình rập và gây khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, chủ quan dễ tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, vận trình tài lộc không được lý tưởng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, nhân duyên tốt, có nhiều sự lựa chọn. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, hùng tình kiếp tài cản trở vận trình ngày thứ 7 của người tuổi Hợi, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có tiền trong tay nhưng không giữ được lâu, còn giáp này thậm chí còn phải trả giá cho những tính toán sai lầm của mình, tiền bạc thất thoát một khoản không hề nhỏ. Người kinh doanh buôn bán nên chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, có như vậy thì vận trình mới có thể khởi sắc được. Đừng mải mê chạy theo xu hướng nhất thời mà không đầu tư vào chất lượng. Thứ níu chân khách hàng lâu dài, suy cho cùng vẫn nằm ở việc sản phẩm của bạn có tốt hay không. Trái ngược với những xui xẻo về tài lộc, ngũ hành tương sinh lại giúp vận đào hoa của người tuổi Hợi khá vượng, thích hợp cho người độc thân tìm kiếm tình yêu cho riêng mình sau thời gian làm quen và tiếp xúc với đối phương. Các cặp đôi đang yêu thì cũng có thể tính tới chuyện yên bề gia thất trong giai đoạn này. Tử vi Tuất Hợi, Hòa, có tiền trong tay nhưng không giữ được lâu. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, có thể phải trả giá cho những tính toán sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tiền bạc thất thu một khoản không nhỏ. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, nên chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 7 ngày 17 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Sửu, tuổi Tỵ hay tuổi Thìn. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tý, con giáp tuổi Mão hay con giáp tuổi Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!